Hành động âm thầm đầu tiên của Hồ Văn Cường khi mẹ nuôi qua đời, lý do mất tích suốt một tháng qua. Trước tin buồn của mẹ nuôi Phi Nhung, ca sĩ Hồ Văn Cường đã âm thầm làm điều này. Thông tin ca sĩ Phi Nhung qua đời từ trưa ngày 28 tháng 9 đã khiến rất nhiều sao Việt và cả khán giả ái mộ nữ ca sĩ đau buồn thương tiếc. Lần lượt các người bạn thân thiết nhất của Phi Nhung như Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng, Gigi Phương Trinh và cả con gái Wendy Phạm của Phi Nhung cũng đã đăng bài viết họ có động thái đau buồn trên mạng xã hội. Không chỉ có con gái ruột là Wendy Phạm, ca sĩ Phi Nhung còn có rất nhiều con nuôi, trong đó Hồ Văn Cường là một trong những người con nuôi thân thiết và gắn bó nhất đối với Phi Nhung. Ca sĩ Phi Nhung đã rất thương yêu, ưu ái và giúp đỡ cho sự nghiệp ca hát của Hồ Văn Cường. Tuy ít thể hiện tình cảm với mẹ nuôi, nhưng Hồ Văn Cường luôn lễ phép, hiếu kính với ca sĩ Phi Nhung. Trên Facebook của mình, thỉnh thoảng Hồ Văn Cường chia sẻ hình ảnh chúc mừng mẹ nuôi Phi Nhung vào dịp sinh nhật hoặc ngày 8 tháng 3. Chiều nay, Hồ Văn Cường cũng âm thầm đổi ảnh đại diện trên trang Facebook của mình. Hồ Văn Cường có hai trang Facebook, gồm một trang fanpage chính thức và một trang Facebook cá nhân riêng. Và mới đây trên Facebook cá nhân riêng của mình, Hồ Văn Cường đã âm thầm đổi ảnh đại diện sang màu đen. Diễn viên Võ Đăng Khoa cũng vào bình luận sau khi Hồ Văn Cường thay đổi ảnh đại diện: chia buồn cùng em và gia đình nha. Cô xin thành kính cùng con và gia đình con. Mẹ Phi Nhung của con sẽ luôn trong lòng người hâm mộ, trong và ngoài nước, cầu nguyện cho mẹ Phi Nhung con về cảnh giới an lành. Xin chia buồn cùng con và gia đình. Đau lòng quá con ạ. Cố gắng vượt qua nha con. Chia buồn cùng em và gia đình nhé. Cố gắng mạnh mẽ lên nha Cường. Trước đó Hồ Văn Cường cũng được mọi người nhận xét là hiền lành ít nói, tuy giàu tình cảm nhưng Cường không biết cách thể hiện tình cảm nhiều. Lý do Hồ Văn Cường mất tích khi Phi Nhung lâm bệnh nặng, lúc ca sĩ Phi Nhung điều trị COVID-19 tại bệnh viện Chợ Rẫy. Hơn một tháng qua, các con nuôi của ca sĩ như Quỳnh Trang, Thiên Ngân, Tiết Nhung liên tục cầu nguyện cho mẹ sớm bình phục. Tuy nhiên Hồ Văn Cường, con nuôi nổi tiếng và được dòng ca Bông Điên Điển yêu thương nhất, lại không có bất cứ động thái nào. Trên fanpage và Facebook cá nhân của Hồ Văn Cường, suốt một tháng qua cũng không có bài đăng hay cập nhật nào mới. Điều này càng khiến cho nhiều khán giả thắc mắc lý do tại sao quán quân thần tượng âm nhạc nhí năm 2016 lại im hơi lặng tiếng. Cách đây ít ngày, đại diện ca sĩ Phi Nhung đưa ra câu trả lời về việc Hồ Văn Cường im lặng khi mẹ nuôi Phi Nhung lâm bệnh nặng. Vì Hồ Văn Cường cũng đừng trách cứ em ấy làm gì, tính Cường nào giờ rất thụ động, ít thể hiện cảm xúc trên Facebook lắm, bởi thế nên Cường mới giờ bị người khác dụ dỗ. Đó là điểm mạnh và cũng là điểm yếu của Cường. Thông tin từ bác sĩ điều trị trực tiếp cho Phi Nhung, tình trạng của nữ ca sĩ bắt đầu trở nặng từ đêm 27 tháng 9. Các bác sĩ của bệnh viện Chợ Rẫy đã nỗ lực hồi sức cho bệnh nhân đến sáng ngày 28 tháng 9. Theo tiến sĩ bác sĩ Trương Dương Tiễn, trưởng khoa hồi sức cấp cứu khu D bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân Phi Nhung, ca sĩ Phi Nhung được chuyển đến khoa hồi sức cấp cứu khu D bệnh viện Chợ Rẫy lúc 21:33 ngày 26 tháng 8 2021, trong tình trạng sốc, tụt huyết áp, thở máy. Ngay khi nhập viện, bệnh nhân đã được lọc máu tích cực, tối ưu máy thở và theo dõi. Đến ngày 5 tháng 9, tình trạng bệnh nhân có cải thiện tích cực, bệnh nhân tỉnh, hiểu và thực hiện y lệnh của bác sĩ. Có những thời điểm bác sĩ quyết định chuyển monitor thở để giúp bệnh nhân tập thở và cai máy thở. Tuy nhiên đến đêm ngày 6 tháng 9, bệnh nhân bị tràn khí màng phổi ở hai bên, chuyển biến xấu, nguy kịch tưởng như không qua khỏi. Ngày 7 tháng 9, sau khi hội chẩn, bệnh nhân được phẫu thuật màng phổi hai bên và đặt ECMO. Sau can thiệp, tình trạng bệnh nhân có cải thiện lên. Tuy nhiên màng phổi bên phải của bệnh nhân vẫn tràn khí và chảy máu rỉ rả. Vào ngày 24 tháng 9, ekip điều trị quyết định phẫu thuật để cầm máu và giải quyết tình trạng tràn khí màng phổi phải cho bệnh nhân. Kết quả, giải phẫu ghi nhận mô phổi trong phổi có hai kén bị vỡ, mô phổi đã bị hoại tử, rải rác nhiều nơi. Bác sĩ tiến hành cắt kén và tiến hành cầm máu, nhưng tình trạng mô phổi bị đông đặc và hoại tử, nhiều nơi rất khó cầm máu. Ekip điều trị quyết định làm xẹp mô phổi phải, đợi phổi nghỉ ngơi hơn một ngày mới bắt đầu cho thông khí trở lại. Đến đêm ngày 27 tháng 9, bệnh nhân bắt đầu trở nặng và tụt huyết áp. Các bác sĩ đã nỗ lực hồi sức cho bệnh nhân đến sáng ngày 28 tháng 9. Đến trưa nay, 28 tháng 9, bệnh nhân bắt đầu yếu dần, tim đập rời rạc, các chỉ số sinh tồn giảm dần và rút hơi thở cuối cùng vào lúc 11:57.